Chị cũng rất là ngại khi mà nói chị ơi có ai bên đó giới thiệu cho em, ví dụ vậy, hay là chị cũng đã từng giới thiệu người cho chị rồi, chắc về Việt Nam luôn, ví dụ vậy. Nhưng mà cái thời điểm đó chắc có lẽ là mình gặp không đúng người, hoặc là không đúng thời điểm của cái người đó, họ muốn lập gia đình, hay là họ muốn đi cái gì đó xa hơn với mình, hoặc là mình không có duyên với người đó, hoặc là mình cũng tìm hiểu nhưng mà tìm hoài không hiểu. Tìm hoài không hiểu. Dạ, cái đó chị cũng rất muốn tìm hiểu người nào đó, tại vì bình thường chị không có buồn, chỉ có Tết, nhất lễ Tết thì chị buồn thôi. Đứng ở đây đó các bạn, mà ông nó cứ vo vai á, mình thấy mình cũng hơi sợ, tại vì cái hoa phía sau lưng mình đó, nó nở quá cho nhiều bông luôn, cho nên ông bướm nó gũ nhau bay về đây làm cho mình cũng thấy sợ. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ rất là hay của những anh chị trong cuộc muốn tìm một nửa yêu thương của mình. Và Quý Quỳnh cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều trong thời gian qua, rất là nhiều những anh chị yêu thương và ủng hộ Quý Quỳnh, mong rằng trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều hơn sự yêu thương và đồng hành cùng quý vị khán giả và quý vị khách mời. Nào Quý Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự rất là dễ thương của những anh chị tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Con chị á, chắc nó làm về bên thời trang hả? Đúng rồi, nó làm bên điều khác chân mày á. Nên biết cách trang điểm cho mẹ, biết cách tạo phong cách cho mẹ ha. Đẹp, có đẹp, sáng không rồi. Ok, em chào chị nha. Tại sao vậy? Nhắn tin là nhắn thôi chứ không có nghĩ là cô sẽ trả lời. Dạ. Chị nhắn cho em lâu chưa? Nhắn mới có 2 bữa cô trả lời, mừng là cô trả lời. May mắn thiệt luôn. Nhắn mới có 2 bữa thôi mà cô trả lời, nghĩ chắc cũng cả tháng đó, tại thấy cô bận, cô đi coi mấy người Hamlet đòi nọ rồi nhiều. Và chị cũng may mắn là dòng là ngày em rảnh á, thì em coi hết, em kiểm tra hết một lọt vậy đó, cho nên đó thì chị cũng may mắn là vào ngày may mắn, thật sự may mắn luôn á. Dạ. Rồi em rất là vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. Chị có thể cho em biết chị tên gì và chị chào cộng đồng. Chị tên Tâm, Băng Tâm. Chị 53 tuổi. Mình còn trẻ. Chị có một đứa con, hồi đó 29 tuổi. 29 tuổi hả? Nhìn thấy còn trẻ. Dạ, nhỏ. Chị làm bên ngành giống như nó là bây giờ công nghệ mới bây giờ đó, điêu khắc từng sợi chân mày, có cái máy kỹ thuật số đó để mình điêu khắc từng sợi chân mày, ví dụ như về cái ngành đó, những ngành làm đẹp đó. Chị làm công việc đó luôn, con chị làm công việc đó luôn. Con chị làm công việc đó luôn, con chị là giống như là dạy cái đi dạy luôn. Giỏi ha, con chị dạy lại cho chị ha, chị dạy cho con chị. Nó đi dạy cho cái trường đó đó, để nó đi dạy cho học viên ở trong trường. Ý rồi nó hỏi là con chị làm công việc này trước hay là chị làm công việc này trước? Nó làm công việc đó trước. Rồi xong rồi chị theo nghề. Còn lúc trước thì chị là cái tiệm này thì chị làm về tóc. Trang điểm cô dâu, làm về tóc tức không có nail, chỉ có tóc thôi, cắt uốn duỗi nhượng thôi. Chị làm ở đây cũng được 20 mấy năm. Giỏi ha, là chị làm nghề tóc, con chị làm nghề chân mày. Sau này nó mới có cái là con chị làm chung với tiệm tóc của chị luôn. Chị có được một đứa con thôi hả? Có một đứa con thôi, chị ly dị lâu lắm rồi. Bao lâu rồi chị? Ly dị lúc con chị 1 tuổi đó. Lâu dữ vậy đó hả? Thời gian khá là lâu, lúc đó chị còn khá là trẻ, còn xinh đẹp nữa, chắc cũng có nhiều anh đeo đuổi chị lắm hả? Vậy chị nghĩ là chắc cũng có, nhưng tại vì mình con còn nhỏ quá thì mình cũng mất lo làm để nuôi nó ăn học vậy đó. Rồi xong mình nuôi nó ăn học cho tới nó
lớn thành tài rồi thì mình mới nghĩ tới mình đã già rồi. Hiện tại là chị ở thành phố hả? Chị ở Sài Gòn, chị ở Khúc Đinh Tiên Hoàng, Cầu Bông, quận quận 3. Là chị hồi đó giờ là chị sinh ra và lớn lên ở thành phố hay là quê chị ở? Đúng rồi, chị sinh ra lớn lên ở thành phố, sinh đẻ ở Sài Gòn luôn. Có quê ngoại thì chị nghe nói quê ngoại ở Mỹ Tho thôi, mà ngoại chị nghe nói em cũng quê ở miền Tây hả? Dạ, em quê cũng Mỹ Tho đó. Quê Mỹ Tho, quê ngoại chị cũng ở Mỹ Tho. Chị rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Chị nghĩ ưu điểm của chị hả, là chỉ có đi làm thôi, chị chỉ có làm việc thôi, rồi không có ở trong tiệm làm suốt vậy đó, để làm đẹp cho phụ nữ, cho nên là mình cũng không có thời gian nhiều. Chị có thợ làm không? Cho chị không hay là chị chỉ làm? Có thợ chứ. Phải có thợ, con chị cũng có thợ mà chị cũng phải có thợ nữa. Ồ vậy đó. Chị có được mấy thợ làm cho chị? Hồi lúc trước thì chưa không trước dịch á thì chị có hai thợ. Còn bây giờ dịch rồi thì còn có một thợ thôi. Chị rồi chị nghĩ là khuyết điểm của chị là gì? Khuyết điểm của chị hả? Khuyết điểm của chị chắc có lẽ là chị nghĩ chắc vậy, chị là người sống tình cảm, cái đó là cái ưu điểm, chắc cũng là cái khuyết điểm của chị. Sống có tình cảm, ưu điểm cũng là khuyết điểm của chị phải không? Như là bây giờ thời gian chị làm khá là nhiều, nhưng mà những lúc chị buồn, những lúc chị rảnh rỗi, chị thích làm công việc gì để giải trí cho mình? Chị đi tập thể dục. Chị thích tập cái nhịp điệu, và mỗi ngày chị dành cho chị 1 tiếng đồng hồ để chị làm việc đó, câu lạc bộ. Với lại chị cũng thích nấu ăn nữa, nấu ăn cũng là cái đam mê. Con chị chắc em nói đi, con của chị chắc rất là ủng hộ chị đi thêm bước nữa phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, biết ngay của vậy, đúng thiệt luôn á. Nó thấy chị buồn á, nó cứ nói mẹ có ai đó làm cho mẹ hạnh phúc vui vẻ thì con ủng hộ hết mình luôn. Để cái nó đó em thấy không, nó làm iPad rồi để gặp cô luôn. Chứ chị không biết mấy cái này, chị không biết mấy cái này luôn á. Đó, hồi nãy giờ em thấy con của chị set up hết đủ mọi thứ, cho nên em nghĩ là con của ngồi chị ngồi đây, mẹ phải có đèn đây, nọ kia đó, tội nghiệp nó lắm. Vậy nó, ví dụ như nó đi đâu vậy đó, nó đi dạy ở đâu xa thì chị cũng nhớ, nó chị gọi chị khóc. Nó sợ chị lắm. Cho nên là nó nghĩ rằng là chị có một người nào đó thì chị sẽ bớt đeo cho nó hơn, ví dụ vậy. Thì em hiểu không, tính là mình đi vậy rồi mình bao nhiêu tình cảm mình dùng cho nó, xong rồi cái nó thấy thì nó mệt á. Quan tâm nó nhiều quá cảm thấy nó mệt quá. Đúng rồi đó, nó thấy nó mệt. Cho nên là nó rất là ủng hộ chị cái việc này. Rồi nữa chị không biết em luôn á, không biết em, chị chỉ lâu lâu chị lên mạng chị coi, chị thấy em đi tới từ thiện mấy cái người homeless ở bên Mỹ rồi em vậy đó, chị biết em vậy thôi. Rồi chị thấy sao mà nhìn em á giống như em có tham gia cái chương trình Bari Banai là ca sĩ phải không, nhìn giống lắm luôn, mà chị tìm hoài không có biết là em hát cái bài gì, nhìn cái gương mặt á, nhìn cái gương mặt giống lắm. Không có chị. Rồi xong rồi chị nói cái cô này có tham gia chương trình trong Bari Banai mà tại sao bây giờ cổ lại đi làm cái chương trình từ thiện này nữa đó. Chị cứ vậy thôi á. Chị rồi à, nếu mà chị muốn tìm một người bạn cho chị muốn người đó như thế nào?
chị nghĩ chắc phải hợp với mình thôi, phải nói chuyện được với mình, chị nghĩ vậy á. Thích hợp nhất là phải nói chuyện được với mình, chị nghĩ vậy. Chị muốn anh đó trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Sao cũng được hết, chị nghĩ vậy. Ví dụ như mà khi mà một người mà đàn ông mà người ta thích mình và thật lòng muốn đến với mình thì chị nghĩ chắc nên tìm một người thật lòng, chị nghĩ vậy. Chị có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Chị nghĩ thì cái người đó cỡ mình thì có lẽ là nó thường nên nó là đồng hành thì cỡ tuổi cũng nhau thì nó vui hơn, hoặc là lớn hơn cũng được, tuổi tác chuyện không quan trọng đâu, chị nghĩ vậy á. Ví dụ như cái người đó nhiều khi nhỏ hơn mình 2-3 tuổi mà hợp nói chuyện cũng rất là vui, rất là hợp gu. Rồi có người cũng lớn 67-68 tuổi gần 70 tuổi nhưng mà cũng rất là hợp gu với mình, ví dụ vậy. Chứ mình không có kén là ở bao nhiêu tuổi, chị nghĩ vậy. Quan trọng là phù hợp với nhau. Đúng rồi, quan trọng là phù hợp với nhau, chị nghĩ vậy. Gặp nhau rất là vui. Và thí dụ anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Chị không có chịu được mùi thuốc. Uống rượu thì chắc có lẽ là uống ít thôi. Đi tiệc tùng hay là sinh nhật gì đó uống được 1-2 lon, 5 lon cũng được, nhưng mà không có nghiện là được rồi, không có bị nghiện. Rượu thì được nhưng mà thuốc thì tiệc đó là không được phải không? Thuốc thì chị thấy có nhiều người họ rất là kỹ nha, họ hút, ví dụ như họ ăn xong hút thuốc, họ ra ngoài hút xong rồi họ cũng rất là sạch sẽ, thì như vậy cũng được, chứ đừng có hút nhiều quá. Hút nhiều quá thì có hại cho sức khỏe, mà cái người ở gần như là không có chịu nổi. Chị rồi, chiều cao của chị là bao nhiêu? Của chị là 1m54 mà chắc giờ chị còn 52, chị nghĩ là lớn tuổi rồi nó sẽ lùn hơn. Chị có 48kg thôi. Chị giữ dáng cũng khá hay ha. Chị tập thể dục á, chị thích tập thể dục lắm. Hồi đó giờ có khi nào chị bị béo phì không, bị mập lên không? Bị mập lên thì giỏi lắm, chị cũng được 52kg, rất là tròn ẩm ẩm ôm luôn. Chị đi thể dục nhịp điệu với câu lạc bộ đó, em tập ngày 1 tiếng 45 phút thôi cũng được, nó rất là ok. Nó xuống không chị? Rất là ok nha. Rất là tốt luôn, mà chị không có nhịn ăn nha, chị ăn dữ lắm. Cũng nhưng mà em đi tập aerobic đó. Aerobic là cái môn mà chị thấy nó xuống nhất, yoga nó không bằng, yoga không xuống nha, mà aerobic thì nó xuống. Chị rồi, gia đình của chị có ai ở nước ngoài không? Mẹ chị ở bên đó, mà mẹ chị thì lớn tuổi rồi, đang ở Việt Nam, tính về Việt Nam ở luôn. Vậy đó. Ba chị thì mất ở bên Mỹ, lúc mà làm giấy tờ bảo lãnh thì ba chị mất. Bảo lãnh chị á hả? Rồi giờ giấy tờ mẹ chị, mẹ chị không làm được hả? Mẹ chị làm được chứ, mà tại vì giống như chị nghĩ nha, giống như là mình có cái duyên rồi cái mình làm giấy tờ rồi cái mình đi thay gì chị không thì thôi, rồi thấy chị thấy ở đây cũng vui vậy, có hai mẹ con chị làm tiệm mà chị mua tiệm luôn, chị thấy hạnh phúc vui vẻ thôi, thì chị nghĩ ở đâu cũng được. Có nghĩa là chứ tiệm không... của chị, tiệm của chị đang làm á là chị đã mua luôn rồi, chị trả ra hết rồi. Dạ. Bây giờ nó dạ. Sống rất là thoải rất mái với. Là dạ, rất là may mắn là mình làm hoặc tiệm của mình làm ở trên cái ngôi nhà. Dạ, đúng rồi đó. Nên là thuê á là rất là mệt, nên là mỗi ngày phải lo rất là mệt. Còn giờ là chị rất là may mắn. Nhưng mà phải chị phải làm giỏi nó mới được chứ. Đúng rồi, thì phải làm giỏi mình mới mua được tiệm. Cho nên là tại sao hỏi nhiều người hỏi chị chứ sao mà cũng còn dễ thương vậy, mà sao mà ở vậy hoài vậy. Nhiều cô cắt tóc chị á, cắt vậy chị làm ngày này 20 mấy năm, nhiều cô cắt lợi cắt tóc cũng thấy không có ai hết, sao không có ai hoài vậy. Vậy đó, nhưng mà chị nghĩ là mình phải nhắm mắt lại mình làm, tại vì người ta có vợ có chồng nè, tới hai người làm lận, còn mình có một mình nè, buộc lòng mình phải làm bằng hai.
hai người đó, chị nghĩ vậy. Cho nên là chị phải làm một mình, chị phải làm hai người, cho nên mình cứ nhắm mắt mình làm riết vậy đó. Rồi giờ con chị đã thấy chị giống như là nó đi đâu, nó đi du lịch, nó đi chơi này kia mà chị cứ kêu nó hoài, cho nên nó xuống chị dữ lắm. Chị rồi con chị đã có người yêu chưa? Có, em thì nó cũng có, rồi nó cũng công việc của nó cũng nhiều, đi dạy rồi nhận khách ở đây rồi tùm lum hết. Mà mỗi lần mà chị kêu nó mà chị buồn đó là nó sợ chị lắm. Chị rồi gia đình chị, má chị, ba má chị ở nước ngoài, chắc chị cũng có anh chị em ở nước ngoài hả? Có rồi đó, nhà em chị nó cho cái giống như là cái video của em á, nó gửi qua cho chị để chị mới biết, chị mở chị coi đó, chính nó cho chị vậy đó. Nó cho chị, nó nói là đừng ở một mình nữa. Rồi chị coi đó, ai cũng xuống chị đừng ở một mình nữa vậy trời. Chị thấy vui mà cũng được, nhưng mà thật sự ha, bình thường thì vui vẻ lắm, nhưng mà Tết á mình cảm thấy nó rất là cô đơn, chị nghĩ vậy á. Lúc nào Tết đây sao mà người ta có vợ có chồng, người ta chở nhau đi, còn mình không có ai hết vậy đó. Rồi thấy chồng người ta chở vợ ra tới cắt tóc uống tóc, rồi trong khi mình uống tóc á, khách ở đây rần rần như nào mà chồng người ta đi mua nước, mua cơm, mua bánh cho người ta ăn, rồi sao mình không được vậy ta. Thì chị nghĩ Tết là buồn nhất. Tết còn ngày thường thì Tết người ta vui nhất mà Tết chị là buồn nhất đó. Mình nhìn thấy những cái cảnh như vậy đó, mình cảm thấy buồn. Em nghĩ chắc chị cũng hơi khó chịu một chút đó, chứ chị như vậy thì chắc rất là nhiều người đeo đuổi đó. Phải không? Chị, ai gặp mặt chị cũng nói mày có bồ chắc luôn á, chứ mày không có ai tin tâm. Ai nói chị vậy trơn á, trời ơi, xong rồi bởi vậy ế tới giờ. Như vậy mà chị bị ế tới giờ là lý do ai nhìn chị cũng nói có một câu một vậy đó, trời. Khổ tâm hết sức. Ai cũng nói mày vui vẻ ha, mày cũng dễ thương ha, mày cũng tươi như hoa luôn đó mày. Vậy đó. Rồi cái mà mày nói mày không có bồ ai tin chứ. Mày là nhiều luôn á Tâm, là có nhiều người, có nhiều người á nói chứ em chắc cầu cao lắm á Tâm. Nhiều người, nhiều anh mà có người ta giới thiệu á, cũng có người giới thiệu chị cho chị á. Em chắc cầu cao lắm hả Tâm? Nói cầu cao là gì anh? Là đòi hỏi cao á. Nói vậy á. Nhưng mà chị thì theo cái tánh của chị là cái gì ra cái đó. Cái gì là phải ra cái đó đàng hoàng, chứ chị không có thích lộn xộn hoặc cặp bồ cặp bịch rồi mình ở với con trai nữa. Tại sao mình hú cái là nó chạy về với mình liền? Tại sao mình nói nó nghe mà nó thương mình? Là lý do là không cặp bồ cặp bịch, không có gì. Chị nghĩ mà giờ chắc ai đến với chị thì đến, chứ mà cặp bồ cặp bịch thì chắc không. Thì mình lớn tuổi rồi, chị 53 tuổi rồi. Yeah. Con chị 29 tuổi rồi. Chị rồi à, em của chị giới thiệu chị video của em thì chị coi được nhiều video của em không? Chị coi hầu như là từ ngồi nó giới thiệu cho chị á, là chị nhắn tin cho em liền qua 2 ngày sau. Chị coi 2 ngày chị nhắn cho em. Thì chị cũng có rất là nhiều video của em, rất là nhiều người đã gặp nhau rồi. Trời ơi, chị có mà chị mừng dùng cho người ta luôn á. Hay quá, em mát tay lắm. Cái đó là phải có cái duyên nha, nha Quỳnh. Em rất là có cái duyên đó. Làm cái gì cũng có cái may mắn và có cái duyên của nghề. Cái đó chị nói thiệt. Yeah. Tại sao chị làm tóc được 20 mấy năm? Bởi vì tại sao bây giờ vẫn có khách gọi chị? Nếu như mà lỡ như em khó, chị có đi đâu một tuần khách cũng chờ chị. Tại sao cái duyên? Em cũng vậy, em rất là mát tay. Rất là nhiều người gặp nhau được như vậy, chị con chị mừng muốn khóc luôn, chứ dùng cho người ta mừng hạnh phúc á. Chị rồi chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Có rất là nhiều người chị, mình khi mà người ta nói chuyện mình cũng có rất là nhiều cái cách, người ta cũng thật lòng quá. Nhưng mà chị nghĩ là thường thường thì để cho người ta thấy video của mình đi,
rồi người ta thích mình thì nó hay hơn rồi mình thích người ta. Chị nghĩ vậy. Cho nên là chị cũng có nhiều người, chị cũng có nhiều người chị thấy nó rất nói chuyện mình rất là nghĩ là người này mình thích nên là thật tình nè, mà chị thấy vậy thôi. Chị thấy như vậy thôi chứ không có không không bây giờ ví dụ như em nói là chị thấy ai chị nói cho em nghe đi để mà thì chắc chưa. Chị nhưng mà tại sao chị không nhờ em của chị làm mai cho chị ha? Con nhỏ đó thì nó ít nói lắm, mà chồng của nó rất là khó, chồng của nó rất là khó mà nó thì nó lại thí dụ ha, em nhắn cái tin vô thì chồng của nó coi trước rồi mới tới phim nó coi. Chị em mà cũng vậy vậy. Nó chồng nó rất là khó. Giống như là chồng của nó có hai cái điện thoại, nó có cái điện thoại là chồng của nó cũng có cái điện thoại giống nó vậy đó, để mà cái tin nhắn của mình vô trước là chồng nó không mà nó lại gì rất là khó, mà nó lại không biết, mỗi người có một cái tánh đó. Chị nhưng mà em chị đi qua Mỹ lâu chưa? Cha mẹ của chị là cũng em của chị bảo lãnh đi hả? Không, ba chị là qua bên đó trước. Rồi mới bắt đầu bảo lãnh từ từ, lúc đó thì chị có gia đình rồi. Lúc đó là chị đã lập gia đình rồi. Rồi ba chị mới bảo lãnh từ từ. Và lúc mới qua thì chị nghĩ là ba chị không có thường thường bảo lãnh thì mình phải có tiền trong ngân hàng phải không? Theo chị biết là như vậy. Để mà có thể bảo lãnh nhiều người qua thì ba chị ít tiền, chị nghĩ vậy nha. Thì lúc đó ba chị bảo lãnh những đứa chưa có gia đình, chị lúc đó đã có gia đình rồi. Nhưng mà sao tới nay chỉ có một em chị qua và một người em của chị vậy? Tới bốn người bên đó. Bốn người bên đó là... Nhưng mà thật sự là chị nói với Quỳnh nghe cái chuyện này chị cũng rất là ngại khi mà nói chị ơi có ai bên đó giới thiệu cho em, ví dụ vậy, hay là chị cũng đã từng giới thiệu người cho chị rồi dắt về Việt Nam luôn, ví dụ vậy. Nhưng mà không có. Nhưng mà cái thời điểm đó chắc có lẽ là mình gặp không đúng người, hoặc là không đúng thời điểm của cái người đó, họ muốn lập gia đình, hay là họ muốn nghĩ cái gì đó xa hơn với mình, hoặc là mình không có duyên với người đó, hoặc là mình cũng tìm hiểu mà tìm hoài không hiểu. Tìm hoài không hiểu. Dạ cái đó chị cũng rất muốn tìm hiểu người nào đó, tại vì bình thường chị không có buồn, mình chỉ có Tết, nhất lễ Tết thì chị buồn thôi, thì mình cũng muốn tìm hiểu một người nào đó, hay là ai đó tìm hiểu mình cũng tìm hiểu, tìm hoài không hiểu ai hết. Sao vậy? Công việc của chị quá bận rộn mà tiếp xúc nhiều người nữa, đâu có thời gian để buồn ha. Có Tết thì hơi rảnh chút nên buồn thôi. Chị làm thì cũng ít, là con chị làm nhiều hơn. Rồi nó nói là thôi mẹ đừng làm nữa, mẹ đi tập thể dục đi, rồi mẹ đi chơi đi, để con làm. Tại vì nó thì cũng có thợ, cũng có khách đông. Vậy đó. Chị cắt, chứ là chị làm những người khách quen với chị thôi, đặt hẹn trước rồi chị sẽ làm. Chị nhưng mà từ lúc mà chị với ông xã trước chia tay tới giờ, ông xã chị có thăm con, có khi nào giúp con đi ăn học gì không? Thật sự là như vậy nè, ở lúc mà cưới xong rồi á thì chị phát hiện là ảnh có người khác, thì lúc đó là mình cũng đắn đo lắm, đắn đo thì lúc đó là chị mới phát hiện là mình cũng có bầu luôn, xong rồi có người khác, rồi ảnh lại có ly dị, thì anh này có ba đứa con nữa luôn. Thì chị nghĩ là không, chị không thích, không thích là gặp gỡ nữa, không thích ly dị bởi vì anh có người thứ ba rồi, bây giờ mình gặp chứ nữa, cho nên chị không thích. Vậy chị cũng không nhận cái gì hết, mặc dù ông nội bà nội cũng qua nhà mẹ rồi cũng giúp á, cũng giúp có nha, ta thương cháu cũng giúp. Nhưng mà từ khi mà chị lúc mà bên nhà mẹ đó, còn lúc mà chị về đây thì chị ở đây thì chị đã hơn 20 năm, chị không nói đừng bao giờ cho biết chị ở đây, chị không thích. Chị rồi bây giờ nếu mà yêu lại lần nữa, chị muốn người yêu có tính lãng mạn không? Cũng tốt, cũng thích.
Cũng thích chứ. Ông xã trước của chị có tính lãng mạn không? Ở quá ngắn và ảnh có người khác cho nên là không biết, tại vì hai đứa không có tìm hiểu nhiều. Hồi lúc mà chia tay thì con chị 8 tháng chị đã chia tay và chị đã bế con về nhà mẹ rồi, cho nên là không biết ảnh có lãng mạn không. Quá lâu rồi, 29 năm em nghĩ cái thời gian nó quá lâu, không nhớ luôn á. Thì chị cũng không muốn nhớ. Dạ. Em nhớ cái chuyện đó nó không có. Chị rồi, chị có sở thích nấu ăn không? Chị có nấu ăn được không? Thích, thích lắm. Thích lắm mà nấu được lắm nha. Bận quá mà còn có thời gian nấu hả? Nấu ăn được lắm nha. Nấu ăn được lắm. Dạ. Yeah. Thích mà. Làm bánh, nấu ăn mà chị thích dữ lắm mà chị làm. Chị làm cái nỗi mà nhà đâu có ai ăn đâu em. Cho nên là nhiều khi làm thì cái cho nó sống. Nhà đâu có ai ăn, con hai mẹ con ai ăn đâu. Yeah. Mà tại vì chị thích nấu. Thế khi nào em có hay về Việt Nam không? Em cũng hồi dịch trước đó. Dịch đó em có về thường, nhưng mà sau này em không có về được tại vì dịch đó. Cho nên tới đây em cũng chưa về luôn mấy năm rồi. Vậy khi nào có dịp về ấy, thì chị dùng như muốn làm gì đó gặp con chị nó tư vấn nó làm cho mời thật tự luôn á, mời thiệt lòng luôn á. Dù mà em có tiệm cho chị được không được thì cũng vui dữ lắm, vì em đã bỏ cái thời gian như vậy rất là quý để gặp chị. Yeah. Để tư vấn, để phỏng vấn chị gì nè, trời ơi hiếm có ai mà dành thời gian cho mình vậy đâu em. Em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương nha. Chị có lời nào chào khán giả không? Chị chào khán giả. Cảm ơn mọi người. Mong là mọi người ủng hộ mình đi. Tại vì coi mấy cái video khác chị thấy có nhiều người họ vô họ nói này nói kia. Mấy chán. Cũng đúng là nhiều người nói trái chiều rồi cũng có nhiều người ủng hộ. Chị, em quên hỏi chị, nếu mà chị muốn tìm một người bạn cho chị muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được hay sao? Đúng. Ở đâu cũng được, miễn là phải hợp với mình. Thích nhau, thích nhau, hợp với nhau thì ở đâu cũng vui mà. Ở Việt Nam cũng được. Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái người đó mà có nghỉ hưu, ví dụ như sáu mấy tuổi là nghỉ hưu được rồi, có về Việt Nam ở luôn cũng được, không sao. Dạ. Cái chuyện mà đi Mỹ đó, chuyện thành vấn đề. Tại vì chị nếu muốn đi chị cũng đã đi rồi. Dạ. Tại chị em chỉ bệnh. Ok chị, ba chị good night chị nha. Cảm ơn Quỳnh.